Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đến với channel của mình. Để tiếp tục cho series ăn uống của mình, hôm nay mình sẽ review cho các bạn mì siêu cay. Đây mì, đây là vị hải sản nha. Và đây là vị bò. Hôm nay mình sẽ ăn hai vị này cho các bạn nha. Ok, bật bếp lên nào. Ủa, chưa đóng điện. Và bây giờ chúng ta đổ nước vào nha. Trong thời gian mình đợi nước sôi, mình sẽ bóc thử trong gói mì này có những cái gì nha. Ở trong gói hải sản này chúng ta có 3 gói. Gói bột ớt này. Đây, bột ớt đây các bạn. Gói này là gói, chắc là gói súp sệt, súp cay các bạn ạ. Và có một gói hành cà rốt. Hành đâu, gói bò. Mình nghĩ là gói bò chắc cũng có nguyên liệu tương tự như thế thôi. Đó, gói bò cũng có nguyên liệu như thế. Cũng có một gói súp. Một gói gói ớt cực cay. Và một gói hành. Gói này thì mẹ không có cà rốt. Đây. Ok, mình thấy nước bắt đầu lên bọt rồi. Mình thấy sôi rồi, mình đổ mì vào nha. Đổ mì vào nha. Một gói. Trong thời gian đợi mì chín, chúng ta cùng mở nước nha. À mà có bạn nào uống nước này chưa? Nước này mình thấy là nước loại nước mới ấy. Nước mới về đây. Đây là nước. Nước gì ạ? Energy ạ? Nước Coca. Nước tăng lực ấy các bạn. Nước này thì chất béo với chất đạm 0%, nên bạn nào muốn giảm cân thì hãy uống nước này nha. Ok, mở nước thôi. Cốc của mình đâu rồi? Mở nước nha. Nước này có vị kiểu gì? Vị này khó diễn tả quá. Ê, thôi, tóm lại, các bạn hãy mua về và uống thử xem nó có vị như nào nhé. What the hell? Đổ xúc xích vào thôi. Đây các bạn ơi, mình đổ vào nha. Mình nghĩ là mì đổ rồi đấy, mì chín rồi. Mình sẽ mở ra và cho gia vị vào nha. Ui, bỏng đã. Ok. Đầu tiên cho vào gói hành này. Ủa? À đây. One hour later. Sợ quá. Sợ cây quá mình không ăn được. Cái này có vẻ là không đập bằng cái kia. Rồi chúng ta cùng đảo nó lên thôi. Wow. Ôi, cái mùi của nó. Lồng quá ơi. Ăn được không đây? Wow, nhìn hấp dẫn quá.
Mọi người thấy hấp dẫn không? Nhưng mình không biết là vào trong máy ảnh màu nó có được đỏ này không, có đẹp này không. Mọi người thấy màu thế nào? Nếu mà chất lượng màu xấu mọi người thông cảm nhé. Ok, chúng ta cũng bắt đầu ăn thôi. Từ từ mình cho nhỏ lửa lại đã. Không nóng chết mất. Ăn thử một miếng nào. Đây, mời các bạn ăn. Itadakimasu. Từ từ, một miếng chắc chưa cảm nhận được vị cay của nó. Thêm miếng nữa nha. Ăn miếng thứ nhất chưa cay. Đéo tin. Mình còn khinh thường cái mì này. Thế mà bên ngoài kia siêu cay. Ăn xong miếng thứ hai nó mới bốc lên các bạn ạ. Chắc là thời gian nó chưa tới. Cay thế. Nhưng mà phải nói một điều là cái mì này vừa cay mà cái độ gọi là gì nhỉ, đem đến gia vị của nó khá là vừa tầm. Cũng có một chút mặn, nhưng mà gọi là sao nhỉ, độ hòa trộn gia vị của nó thì mình cảm giác ăn rất là được, ngon. Một lượng hơi cay. Ok, mình ăn tiếp nha. Có biết mình ăn được hết cả cái lồi mì này không? Mình sẽ đưa ra thử thách cho mình ăn hết mình lồi mì này nhá. Ơi, từ từ nóng. Cay lắm các bạn ạ. Nhắm một miếng xúc xích nha. Vừa nóng vừa cay các bạn ạ. Mình ăn một miếng củ cải nhá. Đây là củ cải do mình tự muối các bạn. Các bạn xem nào. Mình ngon chưa? Ăn miếng to này đi. Ngon
nó hoàn toàn tan luôn các bạn. Ăn thêm miếng không? Subscribe vào YouTube này, nhớ subscribe kênh nhá. Mấy bạn nhớ subscribe kênh nhá. Ok, nhớ subscribe kênh. Các bạn ạ, không biết có hoàn thành được thử thách của mình không? Tôi định dụ một hôm nữa nữa. Nước bổ sung năng lượng các bạn ạ. Ăn tiếp không? Lên. Ăn tiếp mình tiếp theo này. Ở đậu phun quá kiểu phun cay, độ cay giảm một bậc nữa là món mì này tuyệt vời ấy. Yêu cầu nhà sản xuất nhá. Chứ đấy mình mất đâu à? Các bạn đợi mình xíu nhá. Mình đi kiếm giấy ạ. Toby không tuần này. Mình tìm được giấy rồi các bạn ơi. À, đây. Nó giấu ở trong đâu đó, trong nhà mình. Ok, ăn tiếp thôi. Ăn thêm miếng xúc xích nữa nào. À quên, xin xin công mực các bạn. Nhìn xin nhìn các bạn này. Mình có mục tiêu chưa các bạn? Nó bơi cho bơi mù mình. Dần quen dần với cái độ cay này rồi nên bắt đầu ăn cảm giác ngon hơn, không còn bị cay như trước nữa, nhưng mà vẫn cay nha các bạn.
trong nước nhiều củ quả. Cố lên sắp hết rồi. Mình nghĩ thử cách hôm nay mình hoàn thành được ấy. 1 hour later. Đây. Đó. Bát cuối cùng của mình. Hấp dẫn chưa? Nhìn đẹp quá không nỡ ăn. Mấy các bạn ăn. Bạn mình cuối cùng à? Mình ăn xong rồi các bạn thấy môi mình tèo ấy nhá. Không tèo lên hơi tí. Cay thế mà. Ok, nếu bạn nào thấy video này hay, hãy like, subscribe và đăng ký kênh cho mình nha. Và nhớ bấm chuông ở đây nè, để nhận những thông báo mới nhất từ video của mình. Các bạn nhớ subscribe cho mình để mình có động lực làm những video tiếp theo nha. Rồi, hẹn các bạn ở những video lần sau. Tạm biệt.